Jose Mourinho chia sẻ với truyền thông trước trận chung kết UEFA Europa League sắp tới cùng AS Roma. Thưa ông Jose, Nikola Zalewski đã chia sẻ rằng, nhờ có ông mà Roma lại giành quyền vào chơi một trận chung kết nữa. Ông có cảm thấy mình chính là vị kiến trúc sư trưởng đằng sau những thành tựu trong 2 năm qua không? Giống như việc các cầu thủ cảm ơn tôi cũng cảm ơn họ. Tất cả mọi người đều đồng hành cùng nhau, luôn luôn là như vậy. Nikola có thể đã hơi xúc động. 2 năm trước, cậu ấy còn chơi cho đội U19, sau đó cậu ấy tham dự một trận chung kết, rồi góp mặt trong đội hình Ba Lan dự World Cup, và bây giờ là một trận chung kết khác. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên cương vị huấn luyện viên, ông đã từng chuẩn bị cho rất nhiều trận chung kết. Lúc này còn 6 ngày nữa là đến trận đấu ở Budapest. Đâu là khía cạnh khó khăn nhất trong công tác huấn luyện vào thời điểm này? Và khía cạnh đơn giản nhất là gì? Trận đấu của Roma vào thứ Bảy, tôi sẽ không sử dụng những cầu thủ có vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi không thể mạo hiểm, vậy nên đây là phần khó nhất. Việc tung ra sân một đội hình toàn các cầu thủ trẻ mang tính rủi ro rất cao và cũng không tốt cho các chàng trai trẻ khi phải ở vào tình huống như vậy. Fiorentina có 25 cầu thủ với trình độ đồng đều và tôi chắc chắn họ sẽ sử dụng những người không ra sân trong trận chung kết Coppa. Sẽ là một đội hình dồi dào thể lực và khát khao. Điều lý tưởng nhất lúc này là Roma không phải ra sân vào thứ Bảy và có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận chung kết. Còn phần dễ nhất là chúng tôi thực sự muốn chơi trận chung kết này. Khi toàn đội tới Chigoria vào sáng Chủ nhật, mọi người đều sẽ tập trung, vui vẻ và tràn đầy quyết tâm. Có rất nhiều cuộc bàn luận về tương lai của ông. Người ta có thể cảm nhận được một chút sự bi quan trong thành phố vào lúc này. Liệu việc giành được danh hiệu Europa League có ảnh hưởng đến tương lai của ông tại Roma không? Điều duy nhất tôi hướng về lúc này là trận chung kết. Cùng với đó là một số khâu chuẩn bị cho trận Fiorentina. Chỉ một chút thôi. Tương lai của tôi và mọi thứ khác chỉ là yếu tố phụ khi trước mắt bạn là một trận cầu quan trọng. Không có lý do gì để bi quan và cũng chẳng có lý do gì để lạc quan. Không có lý do cho bất cứ điều gì cả. Chúng tôi thực sự muốn chơi trận chung kết này. Mọi người đều đã nỗ lực rất nhiều để góp mặt ở đây và chúng tôi thực sự đã rất vất vả. Mọi sự chuẩn bị đều không quá phức tạp vì ai cũng hướng về trận đấu cả. Tôi không muốn biết thêm bất cứ điều gì về tấm vé dự Champions League hay vị trí trên bảng xếp hạng Serie A nữa. Chúng tôi chỉ muốn chơi trận chung kết sau hành trình 14 trận để đến được đây. Roma thi đấu với Ludogorets và trở về lúc 7 giờ sáng. Chúng tôi đã đến Helsinki và chống chọi với cái lạnh thấu xương. Chúng tôi bay sang Seville để đấu với Betis khi biết rằng nếu thua sẽ bị loại. Chúng tôi làm khách ở Zanbuk, đội bóng rơi xuống từ Champions League. Chúng tôi đối đầu với Real Sociedad, câu lạc bộ đã có một mùa giải tuyệt vời ở Tây Ban Nha. Chúng tôi đã mất hết cầu thủ này đến cầu thủ khác và buộc phải sử dụng những cầu thủ tại vị trí không phải sở trường của họ. Chúng tôi tung vào sân một chàng trai trẻ như Eduardo Bap và yêu cầu cậu ấy đá chính cả hai lượt trận bán kết. Chúng tôi chiến đấu với Leverkusen, một đội bóng khác cũng rớt xuống từ Champions League. Và bây giờ chúng tôi đã ở đây rồi, và chúng tôi muốn được chơi bóng. Cả tập thể này muốn những Romanisti có cảm nhận giống như chúng tôi, vô cùng hạnh phúc khi được tới Budapest tham dự trận chung kết này. Tôi hy vọng và tôi tin tưởng rằng, những người hâm mộ Sevilla và Roma sẽ có thể tận hưởng một ngày đẹp trời ở Budapest. Khi trọng tài Anthony Taylor thổi hồi còi khai cuộc, Roma sẽ chiến đấu. Hãy cùng chờ xem. Vâng, xin cảm ơn ông Jose.